không? Tao lâu ngày không chơi rừng thọt chết mẹ. Từ đây tao đi rừng cho, để tao cho mày thấy như thế nào là con quý kia. Hả? Bây giờ tôi nói mấy ông nghe nha. Ngày hôm nay tại đây, tôi ước là một ngày nào đó tôi sẽ mở cái hộp hashtag nó ra cho tôi cái skin Lee Sin rồng vừa rồi. Và chắc chắn với anh em là không lâu đâu, tâm tham thôi, tôi sẽ nói sẽ đụng với tôi. Mở kèo lên cho anh em coi nè. Đó, 1, 2, 3 tại. Chơi đi anh em, còn chơi còn gỡ anh em à, không chơi là không gỡ được nữa đâu. Ôn Yumi này hay nè, cái pha đó tăng, cái pha tăng đó của Yumi là cực kỳ hay luôn á. Tại vì nó xuống dưới nó bám vô người con Lucian không à, nó đâu mất máu đâu, cho nên là nó sẽ hồi máu lại. Mới thầm cái mình đá xong ầm cái hụt cũng được. Đó vậy thôi. Trời ơi, Zed nghĩ là Nakali chết rồi. Nhà quê thì chứ. Nhà quê. Kiếm mà nhà quê đó mày. Trời ơi Akali. Trời ơi cái gì vậy? Ừ, giết được thôi cực cậy cũng được. Trời ơi, cái pha đó mà con Akali mà không giết được con hai giết nữa thiệt. Cái tôi quýt luôn á. Quá. Quá hay luôn. Càng hay hơn nữa khi các bạn nó thuộc về mết. Just
đánh cái gì sao mà đỡ? Đá cho cái đầu vậy sao mà đỡ? Quay 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 quay. Bà ơi không để ý rồi. Hả? Làm gì vậy? Simp, you're a simp. Simp. Mày rồi. Uầy. Go 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 together, together. Mày cho nó chạy đi. Mày đừng có làm gì nó hết trơn á. Cho nó chạy đi. Ừ. Nope. Ừ, cho nó chạy tiếp. Tiếp tục cho nó chạy. Chạy nó. Chạy nó boss. Wow. Có thể là tôi đã chết lại đó, có thể, ok. But you see, bro, you see. Tôi đá con vét nó quẹo, ngổ quá làm gì luôn nè. Sao mà bạn chạy được? Mình đánh mà sao bạn chạy được? Sao bạn chạy sao bạn nói mình nghe coi. À, nó gọi là bạn chạy như đứa. No. Five people. Tụi mày ơi, đừng đu cho người ta nữa được không? Nặng quá chạy đéo được. Trời ơi là trời, năm thằng. Khi làm ly nãy giờ nó toàn đứng trước trụ mấy thằng team 1 chơi không à. Sao tôi không đá nó ra? Hả? Thôi kệ, được thì nước được. Ôi ôi, cái gì kìa, cái gì kìa? Quất, 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 quất. Đéo lo chạy, 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 đéo lo chạy nè, thấy không? Tao lao cho tôi chết nhưng mà vừa lòng. Chạy thì đéo lo. Nhiều chuyện. Bỏ. Bỏ. Chó này. Đầu ra đứng nó kiệt sức đau thì chứ. Ôi, bị con Sena xấu. Bị con Sena chối quy đéo được. Shut down. Ủa, Akali đâu? Trời ơi, sao em bỏ anh? Ủa? Quên cái máu mà. Trời ơi, đồng đội nó bỏ mất kìa. Quá luôn sình quá. Ồ tớp tre trễ quá. Ồ tao nói nó ngọt cái trời. Cái pha này nó còn ngọt hơn là cái đôi môi của người con gái mình yêu nữa. Nhưng mà pha này thì không. Rõ ràng pha này là không. Thì pha nào mình nói pha đó thôi anh em.
có hồn. Chết mẹ, tôi nói câu đó có sai quá không ta? Cái kênh của tôi ở đây thì đông, có thì sao không hiểu được. Get you out of my head. Girl, it's more than I'm there to think about. Tôi để lại cho đồng đội của tôi di sản đó. Anh em biết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nó có cái thằng gọi là tướng tiên phong không? Tôi đó. Né đi bạn, né đi bạn, tiếc quá mến đéo quỳ rồi. Qua đó mà mến quỳ là tao né được rồi, rồi ăn luôn gồng rồi kìa. Tao ngon chứ. Legendary vậy. Ôi, ôi, ôi. Rồi, luôn thịt điên luôn rồi kìa. Má nó điên luôn rồi. Rồi, Akali quy hộp. Rồi, chết tôi luôn rồi. Tôi làm cái gì tôi mang cho tới trụ với ta. Trời ơi, nó bị quýnh khác gì con chó không? Ê, cho mình đâm! No! Trời ơi, mất đất được là mọi thứ xong luôn rồi. Ừ, rồi 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 rồi. Ơi anh em nào hồi nãy đặt kèo anh em nào hồi nãy đặt kèo thắng mà kêu refund tiền á, hết trận mất để là mất chốt kèo thua á nha. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ anh em đặt kèo thua. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn anh em nhiều nha. Trên đời này có nhiều người tốt bụng dữ ta. Sống hay gì á. Rồi, thấy không? Mình đi đao ly nè. Đó, nhìn thế nào. Quẩm. 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 Đứng đầu lại. Quẩm. Đợt nó còn con Yumi ở trên đầu đó nữa hả? Thôi, tụi bay sao giết được nó? Không biết kìa. Ôi, chốt kèo thua đấy anh em ơi. Chốt kèo thua, chốt kèo thua. Nãy anh em đòi refund cái thứ. Đừng có tiền về, đừng có tiền về. Chốt kèo thua rồi.